Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với Singapore và chiêm ngưỡng Henderson Waves. Cây cầu đi bộ cao nhất ở Singapore nằm ở độ cao 36m so với mặt đất, với chiều dài 274m và chiều rộng 8m. Công trình nối liền hai công viên Mount Faber và Telok Blangah Hill. Điều làm cho cầu đi bộ này độc đáo là cấu trúc xoắn như lượn sóng, được tạo thành từ 7 vòm thép uốn cong nhấp nhô luân phiên theo chiều dài cầu. Các đường cong tạo thành những hốc có mái che, đặt thêm ghế ngồi bên trong, biến nơi đây thành địa điểm lý tưởng để dạo chơi. Cầu Henderson Waves mang đến trải nghiệm ngoài trời tuyệt vời cho du khách đi bộ qua phía trên khu rừng và ngắm nhìn sự đa dạng của hệ động thực vật, bao gồm cả các loài chim trong tự nhiên. Nơi đây cũng là một trong những điểm tốt nhất để ngắm toàn cảnh thành phố, hải cảng và quần đảo Nam của Singapore.